Tin nóng quý vị ơi, mới vừa đây thì có một cái nguồn tin mật cho biết rằng là hiện tại bây giờ tình hình của em Vũ và chú Ngọc đang gặp rất là nhiều trở ngại, cũng giống như là nguy hiểm quý vị. Và cái thông tin này thì nó gây ra một cái sự hoang mang cho phía bên cộng đồng mạng, những người luôn yêu thương, ủng hộ và muốn đòi lại cái quyền lợi cho em Vũ. Thì như quý vị cũng đã biết, trong cái thời gian vừa qua, khi mà phía bên của em Vũ và chú Ngọc liên hệ trực tiếp với cô Vân, thì cái người cô này đã lên tiếng và thách thức, cũng giống như là nói những cái lời vô cùng là sốc, làm cho em Vũ cũng giống như là chú Ngọc cảm thấy rất là lo. Không phải lo vì cái vấn đề được gọi là pháp lý quý vị, tại vì trên giấy tờ thủ tục á, cũng giống như là tất cả những cái bằng chứng chứng minh rằng là cái căn nhà do cái người cô này đã bán là của em Vũ đó quý vị, thì cái cô Văn này không những là bán nhà của người ta mà còn muốn thuê giang hồ thiên hán để mà có thể là xử đẹp cái người cháu này. Thì như quý vị cũng đã biết là mới vừa đây có một cái thông tin nói rằng là trên đường đi về thì chú Ngọc cùng với lại em Vũ đã gặp một cái sự bất trắc, là bị té gì đó quý vị. Nhưng mà có nhiều cái nguồn thông tin khác lại nói rằng là đây chính là cái sự ám hại của cái người cô kia. Và theo như những cái thông tin mà tổng hợp lại đó, thì quý vị cũng đã biết lưới trời thì lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, đúng không quý vị? Cho dù cái cô Văn kia có là cái người mạnh mồm đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ dám đùa giỡn với pháp luật nha quý vị. Cho dù cái cô Văn kia có là một cái người xã hội hay là giang hồ rồi này nọ các kiểu đi chăng nữa, cũng không bao giờ mà giữa thanh thiên bạch nhật có thể là thuê người để mà có thể ám hại chú Ngọc cũng giống như là em Vũ đâu quý vị. Mà đây chỉ là một cái tình huống được gọi là xảy ra trong cái quá trình mà tham gia giao thông thôi quý vị. Cho nên rằng là chuyện đâu thì nó còn có đó nha quý vị. Chứ đố 10 cô Văn đi chăng nữa cũng không hề dám làm gì em Vũ. Mà bây giờ cô Văn nó hiện tại đó đang rất là rén nha quý vị, đang rất là lo sợ, đang chạy vạy khắp nơi để mà họ trốn chui trốn nhủi kìa. Dễ gì mà lò mặt ra để mà hại em Vũ đồ này nọ. Nói chứ cuộc đời này nó vẫn còn pháp luật quý vị, vẫn còn có chánh quyền quý vị, chứ không phải đơn giản rằng là lên nói không không khơi khơi, hoặc là thể hiện mình giang hồ đồ có thể thuê người này thuê người kia để mà hại người này người nọ đâu quý vị. Đâu có dễ như vậy được. Nếu mà dễ như vậy á thì ta nói rằng là cỡ người của cái cô Văn này đó quý vị, bao nhiêu lâu nay cô ta hoành hành đến cỡ nào nữa. Ta nói không hề quen biết hay là không hề có số có má gì, nhưng mà vẫn thể hiện mình là đàn chị. Thì quý vị thử nghĩ coi, nếu như cô ta là cái người được gọi là trùm, có sự quen biết đồ này nọ, thì cô ta leo lên đầu của người khác ngồi nữa. Vừa qua thì mọi người cũng đã nghe cái thông tin có một cái người được cho là em ruột của cô Văn đó quý vị, cũng đã có những cái sự chia sẻ về cái vấn đề là cái bản chất con người của cái cô ả này là như thế nào rồi đó. Cho nên rằng là mọi người có thể nhìn nhận khách quan về cái con người này, không đơn giản là một cái người nói bằng miệng là có thể thực hiện được, mà cái con người này là bí quá, là làm liều, kiểu như là túng thiếu, muốn có tiền của người khác đó quý vị, thì mới đi lọc lừa hết người này đến người kia. Bởi vì lẽ đó đó quý vị, em Vũ không phải là một nạn nhân đầu tiên, mà
Chắc có lẽ rằng là có rất 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 là nhiều nạn nhân cũng đã từng giống như em Vũ đó quý vị. Cho nên rằng là bản thân của chú Ngọc nè, ba mẹ nuôi của em Vũ đó quý vị, cũng giống như là em Vũ á, là phải vững lòng lên. Tại vì sao? Nếu bây giờ mình liên hệ với những cái người mà đã từng bị cái cô ả này hại đó quý vị, thì chúng ta sẽ có một cái nguồn thông tin vô cùng là lớn, mình thu thập lại để mà mình đưa cho các bác lớn người ta vào cuộc, người ta làm việc, người ta điều tra, đúng không quý vị? Còn cái cô ả này á, thì bây giờ cho dù là có chạy trốn hay là có qua cửa khẩu cỡ nào đi chăng nữa, có đi qua nước ngoài, nước ơ gì đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ mà trốn được cái sự thật. Tại vì sao? Có chạy đi đâu thì người ta cũng truy cho ra, rồi người ta vô cổ về thôi quý vị. Bởi vì cái số tiền mà chiếm của em Vũ đó quý vị, nó không hề nhỏ. Trời ơi, ta nói cái căn nhà mặt tiền của em Vũ đó quý vị, bây giờ nó sốt giá dữ lắm, nó có giá trị cực kỳ luôn. Cho nên rằng là dễ gì mà ăn cơm hớp của em Vũ cho được. Còn bản thân của em Vũ đó quý vị, cũng giống như là chú Ngọc á, có nhiều cái nguồn thông tin lên tiếng nói rằng là tại vì sao trong cái quá trình mà cái cô ả này hăm he rồi này nọ, không đưa những cái lá đơn kiện để gửi tới cho phía bên cơ quan chức năng đồ này nọ. Thì theo như cái nguồn thông tin mà của nhà biết á quý vị, thì bản thân của chú Ngọc là cha nuôi của em Vũ đó quý vị, cũng đã có những cái đường đi nước bước riêng của mình để nhờ luật sư nè chỉ dẫn tận tình để mà mình đi đúng hướng đúng đường, những cái con đường nào mà nó có lợi cho cái quyền lợi của em Vũ đó quý vị. Chứ không phải rằng là người ta rút đơn kiện hay là người ta không kiện, người ta không chịu nộp đơn này nọ đâu quý vị. Họ làm hết chứ, nhưng mà chỉ qua rằng là họ không có lên tiếng để mà nói, và họ cũng không có muốn phô trương những cái điều đó lên trên mạng xã hội. Bởi vì càng nói đó quý vị, thì cái cô ả kia sẽ biết được cái đường đi nước bước của em Vũ, cũng giống như là ba mẹ nuôi của em Vũ. Cho nên rằng là cô ta sẽ dễ luồn lách nha quý vị. Bởi vì lại đó có những cái thông tin ba mẹ nuôi của em Vũ cũng giống như là em Vũ không muốn cập nhật lên trên mạng xã hội, là bởi vì muốn giữ một cái thông tin được gọi là mật, để rồi âm thầm đòi lại cái công bằng cho em Vũ. Bởi vì lẽ đó đó quý vị, cho dù có hàng trăm hàng nghìn người lên tiếng nói rằng là ôi bây giờ chắc là em Vũ không có một cái chỗ nào nương tựa rồi, em Vũ coi như là mắt trắng rồi nè, sao mắt trắng được quý vị. Giấy trắng mực đen nó rõ ràng, nếu như những gì mà em Vũ nói nó đúng hoàn toàn với sự thật, là giấy tờ nhà chính thức không qua photo công chứng rồi này nọ các kiểu đó quý vị, có sổ hồng rồi này nọ đó quý vị, thì đảm bảo rằng là những cái người mà mua qua tay của cái ả cô hờ kia đó quý vị, là những cái người phải chịu thiệt thôi. Mà bây giờ có chịu thiệt thòi đi chăng nữa thì cũng ráng mà chịu thôi, chứ bây giờ biết sao giờ. Mua nhà mà không rõ ràng nguồn gốc giấy tờ pháp lý, rồi biết rõ rằng là cái căn nhà mà mình đã và đang mua đó quý vị, thì nó đang thuộc cái gì gọi là tranh chấp, mà cuối cùng rằng là mình không ra để mà mình đối chất, mình tìm hiểu cái sự thật, rồi mình cùng hướng với em Vũ để mà giải quyết cái vấn đề đó, mà mình cứ trốn tránh cái trách nhiệm á. Dù rằng là cái người đó cũng chỉ là cái người bị hại thôi quý vị, nhưng mà của nhà nghĩ rằng là mình phải làm một cách nào đó để tống cái ả cô hờ này ủ tờ, và phải chịu trách nhiệm trước những gì mà cô ta đã phải đi lừa lọc người này hết người này đến người khác. Mình mà không ngăn chặn cái sự việc này đó quý vị, thì ta nói rằng là cái căn nhà của em Vũ sẽ qua tay hết người này đến người kia, nói chung là người kia đến người nọ, nó không bao giờ mà ngưng nghỉ đó quý vị. Bởi vì lẽ đó đó, cho nên rằng là ai đã và đang sử dụng cái căn nhà của em Vũ đó quý vị, hiện tại bây giờ là chủ á, thì làm ơn làm phước liên hệ với em Vũ, cũng giống như là chú Ngọc, sẽ có luật sư người ta hướng dẫn từ đầu đến cuối để mình đưa cái câu chuyện này nó ra ánh sáng. Thứ nhất là mình có thể là giúp cho mình thoát khỏi cái kiếp nạn bị lừa lọc
bởi cái ả cô hờ kia. Thứ hai là cũng có thể giúp được cho em Vũ có được một cái quyền lợi cho bản thân, biết được rằng là mình bỏ tiền ra mình mua, nhưng mà vì mình mua mình không tìm rõ nguồn gốc, cho nên bây giờ mình phải chịu thôi. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái đoạn video này của Quýnh Nhà nhé.